Chào các thầy cô và các quý phụ huynh. Vừa rồi ở trên mạng Facebook của trang Diễn đàn Giáo viên Tiểu học có một quý phụ huynh hỏi rằng là tôi có một bài toán như sau thì cách giải như thế nào? Bài toán về lớp 3 về tính chu vi của hình chữ nhật cho biết diện tích của nó. Cái bài này thì thực ra nó là dành cho đối tượng học sinh ở mức 4, học bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, học sinh có năng lực về môn toán. Với cách giải của bài toán này thì chúng ta sẽ khó ở điểm nào và cách giải cho học sinh thế nào? Thì mời thầy cô và quý phụ huynh hãy lắng nghe cách giải của tôi và hãy comment cho tôi xem cách giải của tôi như thế có phù hợp với trình độ nhận biết của trẻ không. Bài toán như sau. Một hình chữ nhật có diện tích là 196 m² và có chiều rộng bằng 1/4 chiều dài, tìm chu vi hình chữ nhật đó. Bài toán đã cho biết gì? Bài toán cho biết diện tích của hình chữ nhật này bằng 196 m². Bài toán cho biết gì nữa? Bài toán cho biết là có chiều rộng bằng 1/4 chiều dài. Ta nhớ cái dạng này và tìm chu vi hình chữ nhật đó. Thế đây hình chữ nhật thì các thầy cô này, và người ta cho biết này, cái diện tích của nó thì bằng là 196 m². Cho biết thêm nữa này, cái chiều rộng, đây là chiều rộng và đây là chiều dài, chiều rộng bằng 1/4 chiều dài. Cái bài toán này yêu cầu tìm gì? Thì yêu cầu đi tìm chu vi của hình chữ nhật này bằng bao nhiêu. Cái để tính được chu vi thì chúng ta có đã biết muốn tìm chu vi, chúng ta phải hỏi nhắc cho học sinh là biết rằng là muốn tìm chu vi thì em cần phải dựa công thức nào. Em dựa công thức là a cộng b tất cả nhân 2 đã học lớp 3, tức là ta biết được số đo chiều, ta phải biết được số đo của chiều dài là bao nhiêu và biết được số đo của chiều rộng là bao nhiêu, tức là từ đây đến đây là bao nhiêu cm và từ đây đến đây là bao nhiêu cm, và áp dụng công thức khi đã biết được thì ta thì tính được ngay, đúng không các em nhỉ? Vậy để làm được cái bài này thì chúng ta nhận thấy rằng có một cái chi tiết nữa, có chiều rộng bằng 1/4 chiều dài, và cho biết thêm nữa là cho biết diện tích của cái cải chữ nhật này bằng 196 cm². Điều này có nghĩa là S hình chữ nhật bằng A nhân B thì bằng 196 cm². Mà ta đã biết A bằng 1/4 B hay B chính bằng 4 lần của A. Và ta nhận ra diện tích chữ nhật thì bằng 4 lần diện tích hình vuông bằng nhau. Đây, ta thể có thể chia cái hình chữ nhật này thành 4 hình vuông. Một hình vuông này, đấy, hai hình vuông này, ba hình vuông này và bốn hình vuông. Bốn hình vuông bằng nhau này, thì bây giờ ta thì có tính được diện tích một hình vuông này không? Khi tính diện tích một hình vuông này thì ta tính được cạnh của hình vuông. Cạnh hình vuông thì ta biết chính là chiều rộng của hình chữ nhật. Khi biết chiều rộng hình chữ nhật rồi thì ta tính được chiều dài chữ nhật. Đấy, tìm chiều dài chữ nhật ta sẽ tìm được chu vi. Vậy cạnh hình vuông tìm được ngay khi tính dựa vào diện tích. Tại sao dựa vào diện tích như nào? Tức là bốn cái hình vuông bằng nhau này thì bằng 196. Vậy một hình vuông sẽ bằng 196 chia 4, đúng không em nhỉ? Rồi, vậy ta tìm ngay chiều rộng chính là cạnh hình vuông. Và chiều dài hình chữ nhật chính là 4 lần cạnh hình vuông. Từ cách lập luận này và từ cách hiểu này, ta có trình bày cách giải như sau. Thứ nhất, ta phải lập luận, dạy cho học sinh cách lập luận. Hình chữ nhật có thể chia thành 4 hình vuông có diện tích bằng nhau, hình chữ nhật trên hay hình chữ nhật bên cũng được. Diện tích một hình vuông là ta lấy 196 chia 4 bằng 49 cm², đây là hình màu đỏ, thế là tôi bảo biết diện tích hình vuông bằng 49 cm². Áp dụng công thức, muốn tìm diện tích hình vuông ta lấy cạnh nhân với cạnh thì ta nghĩ ngay chiều rộng của chữ nhật đó là số nào nhân số nào thì bằng 49. Ta nghĩ ngay là 7 × 7 bằng 49. Và ta kết luận chiều rộng hình chữ nhật là 7 cm, vì 7 × 7 bằng 49 cm². Biết chiều rộng này bằng 7 cm rồi, chiều dài hình chữ nhật đó là 7 × 4 bằng 28 cm. Vậy từ đây đến đây bằng 28 cm. Biết rộng, biết dài, ta tìm được ngay chu vi. Chu vi hình chữ nhật đó là 7 + 28 bằng 35. 35 ta tất cả nhân với 2 thì sẽ bằng 70 cm, đáp số 70 cm. Bài toán đã được giải xong, giải như thế. Và cảm ơn tất cả các cô và các bạn đã lắng nghe với bài toán này. Xin chúc các thầy cô và các bạn có một ngày vui vẻ và có nhiều điều may mắn. Hãy vào trang http://tiểuhocvn.info để cùng nhau giải toán nhé. Xin chào.